Liên tiếp trong 2 ngày cuối của tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 đã có gần 1.200 website của Việt Nam bị tấn công. Đây là số lượng website bị tấn công lớn trong những tháng gần đây. Điều đáng nói là các lỗ hổng bị tin tặc khai thác lần này đã 2 lần được cảnh báo, song nhiều website vẫn chưa cập nhật khắc phục, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Trao đổi với phóng viên truyền hình Thông Tấn, anh Tạ Đức Thiện, chuyên gia an ninh mạng thuộc công ty an ninh mạng BKAV cho biết, tuy chưa gây thiệt hại gì nghiêm trọng, nhưng qua sự việc này cho thấy ý thức bảo mật hệ thống của các website Việt Nam còn rất kém. Qua phân tích của chúng tôi thì chúng tôi nhận định ra rằng là các cuộc tấn công này thì nó cũng tương tự so với các cuộc tấn công cái hồi tháng 9 của năm 2014 lần trước. Lỗ hổng chủ yếu ở đây là hai lỗ hổng thông qua lỗ hổng WebDAV và FCK Editor. Về mặt mức độ nguy hiểm thì hacker cũng chỉ upload một cái file lên phía của server thôi và cũng không có quyền, không thể chiếm được quyền điều khiển của server, nhưng mà nó cũng gây ra cái hiện tượng là deepfake website và người dùng vào thì nó cũng gây ra ảnh hưởng khá là xấu đến cái đơn vị quản trị của website này. Trước đó vào ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua, hơn 1.000 website Việt Nam bị nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc tấn công. Trong đó có 10 website khối cơ quan nhà nước, 10 website tên miền .gov.vn, còn lại chủ yếu là các website nhỏ lẻ của khối tư nhân. Trên thực tế thì những website mà chúng tôi cảnh báo lần này thì chúng tôi đã từng gửi cảnh báo khá là nhiều lần rồi. Và hiện tại khi mà kiểm tra lại thì vẫn còn bị dính lỗ hổng. Thì nguyên nhân chủ yếu là do các cái quản trị viên cũng không chú ý nhiều đến cái việc là gọi là bảo mật cho cái website. Cái nguyên nhân chính cũng là do cái nhận thức về nhận thức về an toàn thông tin hiện nay của các đơn vị cũng tương đối là kém. Ngoài ra thì cái khâu kiểm thử lỗ hổng website định kỳ ấy, cũng chưa được chú ý. Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, phương thức tấn công của tin tặc lần này khá đơn giản. Tuy nhiên, do chủ quan và thiếu nhận thức về an toàn thông tin, nên những sự cố như thế này sẽ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, để phòng chống các cuộc tấn công này thì ngoài việc đào tạo, nâng cao trình độ cho những người phát triển ứng dụng web, thì cần phải nâng cao hơn nữa kiến thức về an toàn thông tin trong các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức. Đồng thời, định kỳ kiểm thử lỗ hổng của các website để kịp thời phát hiện và vá lỗ hổng.